Suha đang đắm chìm trong âm nhạc và những sắc màu, bỗng một cậu nhóc chạy qua làm hỏng bức vẽ của cô, đã không biết xin lỗi còn tỏ thái độ sắc sực rồi bỏ chạy. Vài ngày sau, Suha tình cờ thấy cậu nhóc đó ngồi dưới đáy hồ bơi rất lâu. Cô tò mò tiến lại hỏi chuyện, định đưa tay kéo cậu nhóc lên không ngờ lại bị giật ngược xuống. Nhìn cậu nhóc nhếch miệng cười rồi bỏ đi, không hiểu sao Suha không tức giận mà còn cảm thấy khá thú vị. Chiều hôm đó, cô lại bắt gặp cậu nhóc chân ngắn đang cố vớn một cuốn sách trên cao. Suha có lòng tốt muốn giúp, không ngờ không được đón nhận còn bị đẩy ra xa. Lần này cô dứt khoát đập luôn cuốn sách lên đầu cậu nhóc hư đốn này, sau đó từ từ tiến lại nói rất vui được làm quen. Hành động này đã thành công khơi dậy trí tò mò trong lòng cậu bé. Mẹ Junho nhận ra sự thay đổi trong mắt con trai mình nên nhờ Suha thường xuyên đến chơi để giúp cậu nhóc bớt cô đơn. Những ngày sau đó, Suha thường theo mẹ đến nhà Junho vui đùa, dạy cho cậu nhóc ấy rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Thời gian trôi đi, cậu nhóc khó gần ngày nào, giờ đã coi Suha như một người chị thân thiết không muốn rời xa. Thế nhưng một ngày nọ, tai nạn xảy đến vào đúng ngày sinh nhật của mình. Junho đã phải bất lực nằm im cảm nhận cơ thể của người mình yêu từ từ lạnh đi. Nỗi ám ảnh đó cứ đeo bám cậu suốt quãng đời còn lại. Nhưng có một điều mà cậu nhóc đáng thương không hề hay biết, đó là người chị yêu dấu sẽ quay trở lại tìm mình vào một ngày không xa. Bởi Suha là một người đặc biệt, dù đã trải qua rất nhiều lần tái sinh, nhưng những ký ức trong từng kiếp sống vẫn không hề bị xóa mờ. Nói cách khác, cô có thể nhớ được tất cả những chuyện xảy ra trong từng kiếp sống trước đây. Lần đầu tiên Suha nhớ được kiếp trước của mình là khi cô còn là một cậu nhóc 6 tuổi. Hồi đó ngây thơ hành động theo cảm tính, đã trực tiếp chạy về tìm người mẹ trong tiền kiếp của mình, kết quả bị đuổi đi một cách thô bạo. Những lần tái sinh sau đó, Suha đã dần quen và từng bước thích nghi với sự khác thường của bản thân. Tuy nhiên mỗi lần trải qua sinh tử chia ly lại là một lần Suha thấy sợ hãi. Từng ký ức đau buồn cứ nối tiếp chồng chất lên nhau trong trái tim bé nhỏ. Mỗi lần như vậy, cô chỉ ước có thể tan biến vĩnh viễn, xin đừng tái sinh. Duy chỉ có lần này, kiếp sống thứ 18, trước khi nhắm mắt, Suha đã ước có thể sống lại và nhớ về Junho. Có thể do ước nguyện quá mãnh liệt nên lần này cô đầu thai rất sớm và cùng thời đại với cậu nhóc. Năm đó Junho sắp tốt nghiệp cấp 3, còn Suha mới chỉ là đứa trẻ 8 tuổi. Những năm đầu đời cô vẫn sống như những người bình thường khác, nhưng bất ngờ vào một ngày nọ, từng ký ức trong tiền kiếp đua nhau kéo về. Tuy rất muốn gặp lại Junho, nhưng kiếp này Suha không may mắn, lại đầu thai ngay vào một gia cảnh bần cùng, bố suốt ngày bê tha cờ bạc đến nỗi mẹ không chịu nổi mà dứt áo ra đi. Nhờ những kiếp sống trước nên Suha sở hữu rất nhiều tài năng vượt trội, rất nhanh đã trở thành thiên tài nhí nổi tiếng và kiếm được bội tiền. Có điều thù lao cô kiếm được đều bị ông bố bê tha đốt sạch trong các sòng bạc, lại thêm người anh trai cũng báo không kém. Đến một ngày, Suha không chịu nổi bèn trốn khỏi ngôi nhà này, tìm đến cô cháu gái ở kiếp thứ 17 nhờ trợ giúp. Cô bé mũm mĩm ngày nào còn theo cậu bôn ba khắp nơi diễn xiếc mưu sinh, giờ đã trở thành bà chủ quán hiền từ thân thiện. Ban đầu Suha chỉ định mượn bà ấy chút tiền để đi tìm Junho, thế nhưng sau đó lại không nhịn được mà nói sự thật cho cháu gái biết, rằng mình chính là người cậu đã nuôi nấng bà từ khi còn nhỏ. Bà chủ vốn không tin lời Suha, nhưng sau khi Suha thuật lại một loạt những chuyện xảy ra trong quá khứ giữa hai cậu cháu, cùng ngỏ lời muốn chung sống với nhau như trước kia, cô cháu gái đã vô cùng xúc động và lập tức đồng ý. Suha nhận số tiền sau đó lên đường đi tìm Junho. Năm đó mẹ Junho bị ung thư giai đoạn cuối. Cậu nhóc bé nhỏ luôn sống trong bất an, sợ một ngày nào đó mẹ sẽ vĩnh viễn rời xa mình nên tính tình càng trở nên khó ở. Mẹ Suha là bạn thân nên đến thăm bà ấy. Đó là lần đầu tiên Suha cảm thấy hứng thú với cậu nhóc đặc biệt này. Ở bên Junho, cô như chút bỏ được hết những đau khổ đã trải qua trong quá khứ, được vô tư vui đùa như một đứa trẻ thực thụ. Trước khi nhắm mắt, mẹ cậu ấy đã gửi gắm con trai mình cho Suha. Cô hứa sẽ luôn ở bên đến khi Junho có thể tự mình vững bước. Không ngờ bản thân lại phải rời đi khi lời hứa kia còn dang dở. Ngay khi lấy lại được ký ức, Suha vô cùng muốn biết cậu bé năm nào có còn sống hay không, cuộc sống hiện tại có được êm đềm. Giây phút Suha dừng trước cổng nhà cậu, từng đoạn ký ức theo nhau ùa về. Vào cái ngày định mệnh ấy, Suha tặng cho Junho một hộp quà bí mật. Cậu nhóc rất mong chờ giây phút được mở nó ra. Không ngờ chưa kịp biết bên trong chiếc hộp là gì đã bị một chiếc xe tải đâm trúng. Khi đó Suha cố nói chị sẽ quay trở lại tìm em, nhưng tai Junho bị thương nghiêm trọng không nghe được gì. Ngày mẹ mất có chị bên cạnh, nhưng ngày chị mất thì không ai có thể an ủi được cậu nữa. Junho mang vết sẹo đó khó khăn mà lớn lên. Để tìm được Junho, Suha đã trèo lên một gốc cây to ngoài cổng. Khi biết cậu nhóc ấy còn sống khỏe mạnh, Suha đã vô thức rơi nước mắt. Thế nhưng cô không biết những năm tháng qua cậu sống không dễ dàng gì. Từ hôm đó, Suha thường xuyên âm thầm theo dõi phía sau, nhưng không dám nói ra sự thật vì sợ Junho không tin mình. Những lúc Junho tức giận, cô cũng chỉ đành đứng nhìn từ xa. Bỗng một ngày Junho không còn xuất hiện nữa, Suha không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành nỗ lực trở nên thành đạt để tiếp cận được tầng lớp của Junho. 8 năm sau, cô mới tìm được chút ít tin tức về cậu nhóc thông qua báo chí. Lúc này Suha đã là nhân viên cấp cao trong một tập đoàn sản xuất ô tô. Với tài năng của mình, cô được rất nhiều công ty lớn săn đón. Tuy nhiên Suha lần lượt từ chối chỉ để làm trong tập đoàn thuộc sở hữu của gia đình cậu. Có điều Junho vẫn luôn ở Đức, không hề có ý định về lại Hàn Quốc. Suha quyết định tìm cách xin chuyển sang Đức làm việc. Không ngờ chưa kịp thực hiện lại nghe tin cậu ấy đã quay về. Khi biết Junho muốn vực dậy khách sạn của mẹ năm xưa, Suha dứt khoát xin nghỉ việc ở chỗ cũ, nộp đơn ứng tuyển vào làm nhân viên trong khách sạn. Trong khi chờ ở sảnh, Suha đứng ngắm nhìn bể cá, bởi vì trước kia Junho từng nói kiếp trước cậu là một con rùa. Cùng lúc đó Junho cũng ở phía đối diện. Ngay khi nhìn vào mắt đối phương, Suha đã nhận ra cậu ấy. Thế nhưng không đợi cô phản ứng lại, Junho đã bỏ đi. Suha vội đuổi theo thì thấy được Junho đến bên thành bể. Cô nhẹ nhàng lại gần hỏi ở phía dưới đó có gì, giống như kiếp trước cô cũng từng hỏi như vậy. Thế nhưng Junho chỉ chào lịch sự rồi tiếp tục rời đi. Cậu kiểm tra lại hệ thống làm việc của khách sạn, phát hiện có quá nhiều nhược điểm cần cải tiến. Sau đó chỉ vào ảnh bà giám đốc hiện tại và nói hai từ loại bỏ: bà ta chính là nhờ quyến rũ bố cậu mà ngoi lên được vị trí kia. Năm đó cũng vì chuyện này mà Junho quyết định ra nước ngoài sinh sống. Bây giờ anh quay về quyết tâm khôi phục lại khách sạn vốn thuộc về người mẹ đã mất của mình. Vụ tai nạn năm xưa khiến tai Junho bị thương nghiêm trọng, hiện tại thường xuyên phải dùng đến máy trợ thính, nhưng nó cũng có cái lợi là khi không muốn nghe ai nói thì có thể bỏ ra.
Junho vừa xem qua sơ yếu lý lịch của Suha liền nảy sinh cảnh giác, một người tài giỏi như vậy không lý nào lại xin làm nhân viên trong một khách sạn sắp đóng cửa. Cô không những có nhiều bằng cấp, còn thông thạo rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mới đầu cậu cũng nản không có chỗ phát tiết, tình cờ thấy những công nhân đang phá nhà liền nhân lúc họ đi vắng lấy búa ra sức đập. Khi bị phát hiện cậu không biết phải làm sao, thì bỗng một cô bé nắm tay kéo cậu bỏ chạy, đến lúc dừng lại tay vẫn muốn nắm chặt không buông. Tiếp đó cứ nhìn Junho rồi cười như một con ngốc. Junho không khỏi nghi ngờ cô bé này bị mắc bệnh tâm thần. Câu đầu tiên thốt ra lại là câu mình kết hôn đi. Đến lúc phát hiện tay Junho chảy máu, cô bé nhanh chóng xử lý còn cằn nhằn như một bà mẹ trẻ. Vì ấn tượng mạnh nên cậu vẫn giữ chiếc khăn cho đến tận bây giờ. Tính cách kỳ quái của Suha vẫn không thay đổi nên cậu mới nhớ ra. Bà giám đốc tìm cách thuyết phục bố Junho chuyển cậu đến công ty khác. Cũng may ông ta vẫn biết tôn trọng quyết định của con trai mình, nhưng lại gọi thư ký Han đến ép cậu báo cáo mọi việc làm của Junho. Trước đây vì nuôi em nhỏ cậu đành làm tay sai cho ông ấy. Hiện tại sau nhiều năm ở cạnh cậu chủ, cậu quyết định không nhận thêm đồng nào từ chủ tịch. Có điều vẫn lễ phép trả lời những câu hỏi của ông ta trong giới hạn cho phép. Suha đang mải nói chuyện với cháu gái thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Junho. Cô vội vã phi xe đến trước cổng nhà cậu. Khi thấy bó hoa trên tay cô liền hiểu ra Junho không muốn việc mình đi thăm mộ chị bị người nhà biết, nên quyết định nhờ Suha đưa đi. Cô ấy là một người không quen hẳn nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ nên rất thích hợp. Từ sau vụ tai nạn, Junho không bao giờ dám lái xe, cũng không thể ngồi ở ghế sau giống như ngày định mệnh ấy. Vậy nên hiện tại đi đâu cũng cần có người đón đưa. Dù đã qua rất lâu rồi nhưng mỗi lần quỳ trước ngôi mộ kia cậu vẫn khóc như một đứa trẻ. Hình ảnh này vô thức gợi cho Suha nhớ về những lần chia ly đau thương trong từng kiếp sống trước đây. Có điều lần này khác, người ở lại không phải là Suha. Lần đầu được chứng kiến nỗi đau dai dẳng cô để lại trong lòng những người yêu thương mình, kiếp sống thứ 19 này thật mới lạ và đổi khác. Những lần thăm mộ trước đây đều rất nặng nề, nhưng hôm nay nhờ Suha luôn lẽo đẽo bên cạnh nói ra mấy lời tỏ tình kỳ quái, tâm trạng của Junho vô thức nhẹ nhõm hơn. Có điều khi vừa ra khỏi rừng thì một chiếc xe tải phóng tới, cảnh tượng đó lại khiến Junho lên cơn khó thở. Tối về, Suha nắm tay cháu gái, không cần nghĩ cũng biết bà đã trải qua bao nhiêu khổ cực. Năm đó ba mẹ cháu gái mất sớm, chỉ còn mỗi Suha là chỗ dựa duy nhất. Không ngờ còn chưa kịp lớn, Suha cũng bệnh nặng rời xa cô gái nhỏ. Đang khi bịn rịn với quá khứ thì Suha nhớ ra hôm nay là sinh nhật Junho, ngày giỗ của chị cũng là ngày sinh nhật của cậu nhóc, vậy nên năm nào cũng thổi bánh sinh nhật trong nước mắt giàn giụa. Suha vừa nhìn thấy Junho liền lập tức nói lời tỏ tình thật chân thành, vì năm xưa cô đã từng hứa sẽ nói lời yêu trong ngày sinh nhật cậu. Junho còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì em gái từ trong nhà bước ra. Sự xuất hiện của cô bé khiến Suha có chút lo lắng, nếu như con bé cũng thích Junho thì cô biết phải làm thế nào. Đây là lần đầu tiên trong kiếp sống này cô thấy lo sợ vì mình tái sinh sớm. Ngày hôm sau, Suzy nhận được lời mời phỏng vấn từ công ty. Cô mang thật nhiều hy vọng bước vào nơi làm việc của giám đốc. Không ngờ ngay khi nhìn thấy Suzy, Junho liền tỏ thái độ khó chịu. Anh gọi riêng thư ký và quát mắng không xem rõ hồ sơ. Hành động này của Junho khiến trái tim Suzy tổn thương nặng nề. Suha chứng kiến cảnh đó không khỏi xót xa cho em gái. Trong lúc xúc động, cô đã hẹn Suzy đi uống rượu. Ban đầu chỉ đơn giản muốn an ủi con bé, không ngờ lại biết được người Suzy thích không phải Junho mà là thư ký Han. Năm đó Suzy còn nhỏ không hiểu chuyện, đã buông lời mắng nhất và đổ lỗi cho Junho về cái chết của chị gái. Sau này khi lớn dần lên, cô cảm thấy có lỗi và luôn muốn bù đắp lại, nhưng không biết trong lòng Junho nghĩ gì mà luôn tránh né Suzy. Có lần sợ Suzy chờ mình mà bị mướt, Junho đã nhờ thư ký Han điều cho cô. Ngay từ lần gặp đầu, Suzy đã rất thích cậu bạn này, thế nhưng cậu ấy cũng lạnh lùng chẳng kém gì cậu chủ. Dù Suzy có chủ động bày tỏ tình cảm cũng đều bị từ chối. Sau khi xác nhận được em gái không thích cùng người với mình, Suha cảm thấy như chút được gánh nặng ngàn cân. Suzy uống đến nỗi xỉn không biết trời đất nên Suha phải đưa về tận nhà. Cô bấm chuông cửa sau đó vội vàng chạy đi, sợ gặp mẹ sẽ không kìm được nước mắt, đành đứng ngắm nhìn bà từ xa. Sau đó tự tưởng tượng cảnh bà tiến lại gần, được mẹ ôm chặt trong vòng tay êm ái, nói với mẹ những điều chất chứa trong tim mình. Junho cảm thấy có chút áy náy vì thái độ ban sáng, nên định mang đồ đến nhà Suzy để an ủi. Không ngờ bắt gặp cảnh Suha đang đứng ngoài cổng nhà Suzy, khóc rất thương tâm cùng hành động vô cùng kỳ quặc. Anh tiến lại gần chạm vào cô ấy, chỉ thấy ánh mắt Suha mơ màng thốt ra tên của cậu một cách thân mật. Một lát sau cô mới từ tỉnh táo lại từ trong tưởng tượng, lại bắt đầu tỏ tình với anh. Đúng lúc này mẹ bước ra nên Junho kéo tay Suha bỏ chạy. Thấy anh thắc mắc chuyện ban nãy nên Suha nói dối rằng nhớ người mẹ đã bỏ mình đi. Ngay sau đó cô lại trở lại trạng thái vô tư như ngày thường, còn tiện thể nói đỡ cho Suzy về vụ xin việc. Junho đã dần quen với sự hiện diện của Suha, cũng rất hay vô thức mỉm cười trong khi nói chuyện. Suha nhạy bén nhận ra và nói thẳng về sự thay đổi đó, còn trực tiếp ghé tai nghe nhịp tim của Junho. Hành động này khiến Junho ngượng ngùng kiếm cớ bỏ chạy. Trên đường về đâu đâu cũng hiện lên hình ảnh Suha tỏ tình. Junho bối rối cảm thấy mình đích thị là bị người con gái kia tẩy não. Trên đường về, Suha lướt qua một thanh niên, không hề biết ánh mắt người kia vẫn luôn dõi theo cô suốt cả quãng đường. Nhờ Suha nói đỡ mà Suzy đã được nhận vào công ty. Trong lúc làm việc, cô vô tình nghĩ đến tối hôm trước từng cử chỉ ân cần vỗ về Suha làm với mình trong lúc say rất lạ lùng. Nhưng khi cô vừa hỏi đến thì Suha đã giật mình làm vỡ khay ly. Junho nghe tiếng động vội chạy vào dọn đỡ khiến không khí thay đổi. Hôm đó Suha chủ động nói với Junho cô sẽ tỏ tình thêm 3 lần nữa, nếu cả 3 lần bị từ chối thì cô sẽ bỏ cuộc. Junho mặc dù có chút hụt hẫng vẫn mạnh miệng đề nghị nói luôn để từ chối một thể, cơ mà Suha đâu dại gì mà làm thế. Một tối nọ, Junho thấy được cảnh Suha bị kẻ khác đuổi bắt, anh vội chạy theo thì thấy cảnh hắn túm tóc Suha. Cũng may nữ chính không phải dạng vừa liền thụi cho hắn một cái, thì ra tên này là anh trai báo của cô ấy trong kiếp này, vì nợ nần nhiều nên đến vòi tiền nữ chính. Junho đến can không ngờ bị đấm vào mặt. Suha thấy vậy liền nổi giận dạy cho tên kia một bài khiến hắn chạy mất dép. Để Junho chứng kiến cảnh này, Suha không mấy vui vẻ. Junho tình ý nhận ra nên mời cô đi ăn. Không biết rằng Suha từng có một kiếp sống chuyên nấu rượu, tửu lượng vô cùng tốt ngay cả khi ở trong thân thể khác. Anh nhiệt tình uống cùng với cô.
kết quả say mềm phải để Suha đưa về. Trong lúc mơ màng, anh thoáng thấy dáng vẻ của Suha ở kiếp trước chồng chéo lên Suha trong kiếp này. Junho cũng không hiểu sao mỗi lần ở cạnh cô mọi đau khổ đều tan biến. Suha bắt taxi nhưng không được, đành mua lại chiếc xe kéo của người đồng nát. Có một kiếp nọ cô từng làm phu kéo xe nên động tác rất chuyên nghiệp, chỉ không ngờ đang chạy hăng thì phát hiện Junho bị trượt xuống đất. Cô đành dừng lại gọi em gái đến đưa về. Suha vô tình nhắc đến việc Junho sợ ngồi phía sau, chuyện này Sujin cũng không hề hay biết nên vô cùng kinh ngạc. Cô bắt đầu dấy lên nghi ngờ về nữ chính. Sau khi dìu được Junho vào giường, Suha định rời đi thì bị cậu giữ tay lại, liên tục chảy nước mắt và lặp lại câu nói xin chị đừng đi. Giây phút này trái tim Suha như thắt lại. Cô để Sujin đi về trước, sau đó nhẹ nhàng sờ lên má Junho và rơi nước mắt. Suha vô tình thấy được chiếc hộp năm xưa, đến bây giờ nó vẫn nguyên vẹn chưa hề được mở. Hôm sau trong lúc đợi sang đường, một cô gái tiến lại và gọi tên kiếp trước của Suha, sau đó mỉm cười bỏ đi. Suha ngây người một lúc mới tỉnh táo lại, lẽ nào cũng có người nhớ được kiếp trước giống như mình. Junho bắt đầu nhận ra tình cảm của mình với Suha, nhưng cậu vô cùng rối rắm khi nghĩ về người chị trong quá khứ, không biết có thể bước qua ký ức để đón nhận tình yêu mới hay không. Anh thắc mắc với Suha tại sao hôm qua lại khóc. Suha ngây ra một lúc nhưng không trả lời, chỉ trịnh trọng nói lên lời tỏ tình lần thứ nhất, sau đó đề nghị Junho nhảy chung một vũ điệu. Không ngờ cậu ấy vậy mà lại thực sự hòa theo. Nhưng khi hai người đang say sưa nhảy múa thì những hạt mưa bất chợt rơi xuống. Vì nơi này gần nhà Sujin nên cô mời mọi người đến nghỉ chân. Đây chính là căn nhà năm xưa cô từng ở. Lần này Junho chính thức mở lòng với em gái, nói rằng mỗi lần nhìn thấy cô đều nhớ đến chị Suha nên không muốn gặp. Hai người cũng dần hiểu nhau hơn. Đêm hôm đó Suha không về nhà, người cháu bất ngờ lên cơn đau rồi ngất đi. Cũng may có cậu nhân viên mới phát hiện đưa đi bệnh viện. Lúc tỉnh lại vội dặn cậu nhân viên đừng nói với Suha. Suha nhân lúc mọi người say giấc liền dạo quanh căn nhà một vòng ôn lại kỷ niệm. Cô đưa tay lấy con búp bê trong chiếc đồng hồ nơi ngày xưa chơi trốn tìm đã giấu em gái, không ngờ con bé vẫn chưa tìm ra. Tiếp đó cô còn đẩy chiếc tủ và sờ vào bảng đo chiều cao được giấu kín. Toàn bộ những hành động này không may bị em gái thấy được. Sujin tiến lại gần chất vấn. Suha vội vàng xin lỗi vì đã tự tiện và nói rằng vô tình tìm được con búp bê kia. Tuy tránh được một lần nhưng vẫn không xóa bỏ hết mối nghi ngờ trong lòng Sujin. Anh trai Suha bị dân đòi nợ đánh đập dọa giết, cậu ta vội lôi nữ chính ra làm bia đỡ đạn, nói cho chúng nghe thông tin của Suha. Đầu tiên dẫn chúng đến tiếp cận nam chính, dụ anh vào một căn nhà hoang, sau đó chụp ảnh gửi cho Suha để đe dọa. Không ngờ nam chính lại là dân giỏi võ, một mình đơn giản giải quyết hết đám người này. Có điều chưa kịp hỏi rõ thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên khiến đám kia chạy mất. Junho vô cùng kinh ngạc khi thấy nữ chính chạy đến với chiếc loa trên tay, thì ra cô sống đủ lâu nên thấy cách đó là nhanh nhất để xử lý đám người này. Sujin tình cờ nghe được thư ký Han nói về việc Suha cố tình tiếp cận nam chính, cô lập tức cho rằng Suha cố tình bắt chước chị gái mình để lấy lòng Junho. Ngày hôm đó cô tìm đến mắng Suha xối xả, trách Suha sao lại mang nỗi đau của người khác ra làm bàn đạp cho hạnh phúc của mình, bị Sujin hiểu lầm theo hướng tiêu cực. Cùng thấy con bé khóc lóc rất thảm thương khi nhắc đến chị gái, trong khoảnh khắc ấy Suha đã không thể làm chủ được cảm xúc của mình, dứt khoát nói sự thật cho Sujin biết. Thấy Sujin không chịu tin, cô liền nói ra những đặc biệt của em gái, rằng sau gáy có một nốt ruồi đỏ và giữa lưng bị vết sẹo dài, cùng rất nhiều kỷ niệm mà ngay cả Sujin cũng không nhớ được vì còn quá nhỏ. Thực ra từ khi lấy lại được ký ức, Suha vẫn thường xuyên đến nhìn trộm gia đình mình, nhưng cô không dám nói ra sự thật vì sợ tổn thương như những lần trước kia. Tuy đã kể ra rất nhiều nhưng Sujin vẫn nửa tin nửa ngờ, đành về nhà xác nhận lại với mẹ những sự kiện Suha vừa kể đến. Không ngờ tất cả mọi việc Suha nói đều là sự thật. Sujin tò mò hỏi mẹ về tính cách của chị gái năm xưa, vì hồi đó còn quá nhỏ nên cô không nhớ rõ mọi chuyện. Chỉ thấy bà kể chị là một người rất tài năng và kỳ lạ, có lần còn nói mẹ là người mẹ tốt nhất cô từng thấy, nếu có chết cũng sẽ quay trở lại tìm bà. Tái sinh là điều rất khó tin, nhưng lần này Sujin quyết định bỏ đi mối nghi ngờ chọn tin Suha một lần. Dẫu sao bao năm nay cô vẫn luôn thèm khát có chị ở bên. Vậy là sau 19 lần hóa kiếp, cuối cùng Suha cũng tìm được một người nguyện ý tin tưởng mình. Điều này khiến cô vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng khi Sujin định sẽ nói với mẹ thì Suha lại ngăn lại, vì cô không chắc chắn mẹ có dễ đón nhận chuyện này hay không. Còn về phía Junho, cô muốn bước vào cuộc đời cậu ấy với thân phận hiện tại. Cậu nhân viên mới có vẻ biết sự thật về Suha, chỉ thấy cậu ta gặp gỡ và nói chuyện cùng một cô gái khác về việc Suha nối lại nhân duyên tiền kiếp với cháu gái mình, như vậy sẽ dẫn đến nguy hiểm cho bà ấy. Thế nhưng khi được bà nhờ giữ bí mật chuyện mình ốm đau, cậu ta lại mềm lòng nhận lời che giấu giúp. Một hôm nhân lúc cậu nhân viên vắng nhà, Suha thấy trong phòng cậu ta có một chiếc chuông lạ. Khi cầm vào nó thì bỗng trong đầu hiện ra một số hình ảnh vừa quen thuộc vừa bi thương. Tên cho vay vô tình biết được Suha đang hẹn hò với con trai chủ tịch tập đoàn S, liền nhớ ra Junho chính là nạn nhân năm xưa của mình, thì ra đó không phải tai nạn mà là cố ý dàn xếp. Thông tin này vô tình bị anh trai Suha nghe được, anh ta lập tức liên lạc với Junho bán thông tin để lấy tiền tiêu. Việc đầu tiên Junho nghĩ đến sau khi nghe được thông tin đó chính là nghĩ đến chị Suha đã chết oan vì mình. Ý nghĩ này khiến tâm trạng cậu trở nên rất tồi tệ, vậy nên ngay khi nhìn thấy Suha, cậu đã xin cô vòng tay ôm lấy mình. Việc Junho bắt đầu điều tra về vụ tai nạn đã đến tai chủ tịch, ông ta liền lệnh cho tên vay nặng lãi rời khỏi Hàn Quốc. Không ngờ tên kia tham lam muốn kiếm chắc thêm, hắn giả vờ dọn đi nhưng chỉ tìm một nơi lẩn trốn trong thành phố, sau đó liên lạc với Junho định bán thông tin. Trước khi gặp nhau hắn có nói kẻ sai khiến là người thân cận của cậu. Junho nghe tin này thì vô cùng sốc, rốt cuộc kẻ nào lại muốn hại một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi. Đang khi cậu chán nản lang thang vô định thì gặp được Suha, trong lúc kích động anh đã chủ động hôn môi cô ấy. Không hiểu sao chỉ cần ở bên Suha, mọi lo âu muộn phiền đều tan đi hết. Cô giống như cánh cổng dẫn cậu vào một thế giới mới hoàn toàn khác biệt. Hôm đó Suha nói lời tỏ tình thứ hai, lần này Junho không từ chối nữa nhưng cũng không nhận lời luôn. Anh muốn đến thời điểm thích hợp thì lời tỏ tình thứ ba anh sẽ là người nói ra. Đang khi hai người chìm đắm trong lãng mạn thì điện thoại Junho có người gọi tới. Khi biết anh trai giấu mình liên lạc với Junho, cô lập tức tìm đến hỏi tội. Anh trai biết đấu không lại đành khai hết mọi chuyện với Suha. Bệnh của cháu gái ngày càng trở nặng, vì
vì không muốn Suha lo lắng nên nhờ cậu nhân viên chống chế giúp. Thế nhưng Suha lanh lợi vốn đã nhận ra bất thường, trực tiếp hỏi cậu là ai và có mục đích gì. Cậu nhân viên cũng không giấu giếm mà hỏi thẳng, chị đã tái sinh được bao nhiêu kiếp sống rồi? Thì ra cậu ta cũng giống cô, nhưng kiếp sống của cậu ta còn nhiều hơn nữ chính. Suha vô cùng xúc động khi cuối cùng cũng tìm được người giống mình. Qua cậu nhân viên, cô còn biết về chiếc châu phép, nó có thể giúp cô hóa giải lời nguyền nhớ về tiền kiếp. Nhưng việc đầu tiên là phải nhớ được trọn vẹn kiếp sống đầu tiên. Ngay khi Suha cầm vào nó, vài ký ức mơ hồ lại hiện ra nhưng cũng chưa trọn vẹn. Ngày hôm sau, cô gái bí ẩn cũng đến tìm Suha, thì ra đó lại là mẹ của Junho ở kiếp trước. Cô ấy cũng nhớ được về tiền kiếp của mình. Cùng lúc đó, Junho cũng nhận được tin nhắn hẹn gặp của tên vay nặng lãi. Suha nhạy bén lập tức đoán được nên chủ động đi theo. Cô nói rằng mình đã biết mọi chuyện và muốn được đồng hành với cậu. Hai người đến địa điểm tên kia hẹn trước, nhưng bởi hắn đề nghị Junho đến một mình nên Suha đứng chờ bên ngoài để Junho tự mình vào giao dịch. Không ngờ bóng dáng Junho bước đi lại hòa làm một với hình ảnh khác. Suha cứ như vậy vô thức bước theo. Vừa khi Junho tiến vào nơi hẹn liền thấy một người rơi từ trên tầng cao xuống. Tên vay nặng lãi đã bị trừ khử. Junho vội dình chặn hai tên bịt mặt kia. Thế nhưng trong lúc đụng độ, cậu đã bị đập gậy vào đầu và để chúng chạy mất. Ngay tối đó, Suha bị chủ tịch gọi đến nói chuyện. Ông ta đưa một số tiền muốn nhờ cô khuyên nhủ Junho ngừng điều tra. Suha là một người trải đời liền đoán được ông ta biết mọi chuyện. Lẽ ra con trai gặp nguy hiểm, người đầu tiên muốn đòi lại công bằng cho cậu phải là người bố như ông ta mới đúng. Hành động này càng khiến cô thêm tò mò. Tối đó, Suha đem chuyện lúc chiều nói với cậu nhân viên. Cậu ta liền khuyên cô cầm chiếc chuông lên lần nữa, vì nó là thứ sẽ giúp người ta nhớ được về kiếp sống đầu tiên. Suha nghe lời cậu ta làm thử, thấy được hình ảnh Junho đang chơi đùa cùng những đứa trẻ và hai người đứng giữa một dàn pháo hoa. Thì ra cô và Junho đã có duyên từ ngàn năm trước. Cùng lúc đó, Junho nhận được một chiếc túi từ người lạ. Thì ra tên vay nặng lãi biết mình không thoát được, đành để đàn em cầm chứng cứ chạy đi. Junho mở nó ra thì biết được một thông tin vô cùng sốc. Thì ra người lái xe tải gây tai nạn lại là bố đẻ kiếp này của Suha. Thế nhưng thay vì trách móc, cậu lại chọn cách giấu đi vì không muốn Suha tổn thương. Suha hớn hở gọi điện cho Junho, kể về nhân duyên hàng ngàn năm trước giữa hai người dưới mắt một chuyện tình cổ, và hỏi cậu nếu hai người là mối duyên ngàn năm thì cậu có muốn biết lý do vì sao chúng ta gặp lại không. Không ngờ Junho lại nói rằng lý do không quan trọng, quan trọng là hiện tại chúng ta bình yên yêu thương nhau. Vậy là Suha cũng không hứng thú với việc tìm về kiếp đầu tiên nữa. Ngày hôm sau, bố đẻ Suha đến khách sạn gây rối, ông ta muốn gọi tiền và xin ở nhờ nhà Suha. Không ngờ Suha thẳng tay tống cổ ông ta ra ngoài trước mặt toàn thể mọi người trong khách sạn. Tất cả diễn biến đó đều được Junho chứng kiến. Từ lúc đó, anh trở nên ân cần với Suha hơn hẳn ngày thường, bởi anh biết Suha đã rất khó khăn khi lớn lên trong gia đình tồi tàn kia. Suha định lén để một món quà trong phòng Junho, tình cờ thấy được đống giấy tờ có tên bố mình. Sau khi biết ông ta chính là thủ phạm, cô lập tức tìm ông ta chất vấn. Năm đó vì muốn xóa nợ nên ông nhận lời gây ra một vụ va chạm nhỏ, đúng lúc quan trọng chân phanh lại bị lỗi không thể khống chế nên tai nạn nghiêm trọng mới xảy ra. Junho không muốn Suha tổn thương nên quyết định đốt đống giấy tờ về ông bố. Không ngờ lại phát hiện còn một đoạn băng ghi bóp cổ anh. Mãi đến khi tỉnh táo lại, cô mới vội buông tay ra khỏi cổ cậu. Khoảnh khắc đó, Suha vô cùng hoảng loạn, cô vội đuổi Junho về vì sợ sẽ kích động làm hại đến anh. Khi bình tĩnh lại, cô tìm gặp pháp sư, muốn hỏi rõ mọi việc của kiếp sống đó. Thế nhưng pháp sư lại nói muốn giải quyết mọi việc thì chính bản thân cô phải nhớ ra mọi chuyện, còn nói cô rất may mắn khi có cơ hội gặp lại những nhân duyên tiền kiếp trong cùng hình dáng. Cậu đã trải qua 23 kiếp sống vẫn chưa có được cơ hội này, vẫn mắc kẹt trong vòng lặp tái sinh. Cô hãy tận dụng món quà quý giá trời đất ban tặng này mà tự giải thoát chính mình. Junho muốn cùng chia sẻ khó khăn với Suha nên quyết định ở cạnh cô trong lần sử dụng chuông phép tiếp theo. Lần này anh chủ động hơn nên sẽ không để xảy ra chuyện. May mắn thay, lần này kết quả đã khác đi. Pháp sư khi ấy đã trải qua lần tái sinh thứ 4 nên cho rằng cái chết chính là sự giải thoát cho người đau bệnh. Vậy là hắn rút kiếm của Junho xuống tay với em gái Suha. Suha vốn muốn trả thù hắn nhưng lại bị Junho đỡ lấy. Ngay sau đó, cô cũng dính một mũi tên vào lưng. Trước khi chết, Suha đã cầm chiếc chuông phép, dùng tất cả sự căm phẫn thề sẽ ghi nhớ mối thù này đời đời kiếp kiếp. Thì ra chính cô là người đã trói buộc bản thân với lời nguyền. Ngay sau khi nhớ lại toàn bộ, cô lập tức tìm đến pháp sư. Cậu ta cũng vì sự kiện đó mà cảm thấy cắn rứt, chỉ vì hành động nhất thời mà khiến nhiều người chết theo, cùng khởi đầu vòng lặp chết đi sống lại đầy đau đớn của nữ chính. Nên kiếp này ngay khi gặp lại, cậu đã quyết định giúp Suha được giải thoát. Nhưng nếu Suha muốn kết thúc lời nguyền nhớ về tiền kiếp, sẽ đồng nghĩa với việc mọi ký ức liên quan đến Junho và cháu gái cùng Sujin đều biến mất theo, giống như mẹ của Junho đã lựa chọn. Năm đó, bố Junho không hề rung động trước thư ký, chỉ vì bà ta biết sự thật về vụ tai nạn nên nắm thóp được ông, nhờ đó mới chiếm được quyền quản lý khách sạn. Nhưng giờ ông cậu đã tự mình đầu thú, không còn trở ngại để bố Junho loại bỏ bà ta. Cuối cùng, ả đàn bà tham lam cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Mối thù kiếp trước đã trả được, mẹ Junho quyết định buông bỏ quá khứ, sống cuộc đời mới. Hiện tại cô ấy đã hoàn toàn quên đi những chuyện trước kia. Mặc dù vô cùng muốn giữ được những mối quan hệ thân thiết hiện tại, nhưng nghĩ đến cơ hội giải thoát ngàn năm có một kia, cùng những hậu quả không lường trước có thể xảy đến với những người thân yêu của mình, Suha cuối cùng cũng hạ quyết tâm buông bỏ niềm hạnh phúc không chắc chắn mình đang có. Nhưng trước khi thực hiện nghi thức cuối cùng, Suha quyết định gặp từng người để nói lời tạm biệt. Thật may rằng Junho đã không ngăn cản lựa chọn đó của cô, ngược lại anh vô cùng muốn Suha được giải thoát, hứa sẽ là người nối kết Suha lại với tất cả mọi người, sẽ khiến trái tim Suha một lần nữa rung động vì anh. Để đánh dấu bước ngoặt đặc biệt này, Junho đã chuẩn bị một cặp nhẫn đôi và đeo vào tay Suha. Sujin cũng mua một cặp dây chuyền đôi để tặng cho chị gái. Việc cuối cùng Suha muốn làm là được trở về nhà ăn cùng mẹ một bữa cơm, được một lần nữa nằm trên chiếc giường êm ái, được ôm lấy mẹ trong vòng tay. Cuối cùng cô đến cây cầu định mệnh với chiếc chuông phép. Khoảnh khắc ấy cô đã gặp được bản thân của kiếp sống đầu tiên.
mỉm cười và nói lời tạm biệt với tất cả những ký ức của mình. Ngày hôm sau, Suha lại trở lại công việc cũ là một kỹ sư chế tạo ô tô. Em gái tìm cách tiếp cận và dẫn dắt nữ chính trở lại quán kim chi hầm. Ở đó đã có Junho đợi sẵn. Cháu gái cũng diễn tròn vai một người lạ thân thiện. Những ngày sau đó, Junho luôn tìm cách gặp gỡ nữ chính, cũng chọn cách thẳng thắn đề nghị hẹn hò ngay từ những lần gặp đầu tiên. Quãng thời gian trước kia em vất vả nhiều rồi, nửa đời sau hãy giao lại cho anh. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.